Mức nước lũ do vỡ đập Nova Kakhovka ở Ukraine dự kiến đạt đỉnh vào hôm 7 tháng 6. Nhưng quy mô tàn phá trên phần lớn khu vực đã gây ra nỗi đau mới ở nơi mà xung đột vẫn đang diễn ra. Vụ vỡ đập đang đặt ra những đe dọa mới về tình cảnh vô gia cư, bệnh tật, ô nhiễm hóa chất độc hại và kể cả cảnh báo về bom mìn trôi nổi trong thảm họa sinh thái này. Đây là thành phố Kherson, nơi từng bị lực lượng Nga kiểm soát trước khi quân đội Ukraine tái chiếm. Một phụ nữ kể rằng, người bà của mình đang bị mắc kẹt ở một tòa nhà cùng với thú cưng. Ở một nơi khác trong thành phố, Irina và nhóm của cô đang nỗ lực cứu hộ động vật. Họ đã cứu được hơn 30 con chó và đang cố gắng cứu bất cứ con vật nào có thể. Nhưng trước tiên, cần đợi một chiếc thuyền để họ có thể ra ngoài và cứu được nhiều động vật hơn. Truyền thông Nga đưa tin, mặc dù mực nước có thể đã đạt đỉnh nhưng nước lũ dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày. Thiệt hại lâu dài là một vấn đề đáng lo khác. Chính phủ Ukraine cho biết, việc phá hủy đập đang có nguy cơ khiến hàng trăm nghìn người dân không có nước uống. Kiev cũng nói rằng, sự cố này sẽ biến đất nông nghiệp thành đầm lầy, nhưng nhiều khu vực khác lại trở thành sa mạc. Nga đổ lỗi cho Ukraine về thảm họa và đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại các khu vực mà họ kiểm soát, chẳng hạn như thị trấn Nova Kakhovka, nơi có con đập bị phá hủy. Nhà của ông Valery Melnyk bị ngập nhưng ông nói rằng sẽ không rời đi. Ông muốn ở lại vì chiến sự không thể tiếp diễn mãi được. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.